Xin chào anh chị, lại là em đây. Thì hiện tại thì em đang có mặt tại một mảnh đất ở ấp Hưng Hòa, xã Long Hưng, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang. Thì hôm nay em muốn giới thiệu với anh chị mình một mảnh đất nằm trên con đường này núi anh chị. Hiện tại là con đường này đang làm nhựa rất là cao ráo nè quý anh chị. Thì cái hướng phía bên này ra ngoài Tân Tây nè quý anh chị, ra Tân Đông này kia nè, ra khu vực thị xã Gò Công vẫn được nha quý anh chị. Đất của mình hiện tại là hướng thông nha quý anh chị. Con đường nhựa làm rất là cao ráo, khu vực này nhà cửa cũng rất là đông nha quý anh chị. Anh chị thấy không? Thì mảnh đất em muốn giới thiệu đến quý anh chị mình ngày hôm nay là mảnh đất này nè quý anh chị. Đây, từ cái cọc này qua tới cái cọc kia bên sát cây cột điện đó là 12 mét đó quý anh chị. Đó, rồi thẳng dọc ra ngoài sau luôn là gần 44 mét nha quý anh chị. Đất của mình á, thì hiện tại có 100 mét, thì chủ kêu giá bán là 1,6 tỷ, còn thương lượng. Đây, khu vực này hiện tại thì rất là đông nhà nha quý anh chị, rất là mát mẻ thông thoáng luôn nè. Con đường rất là cao ráo quý anh chị thấy không? Đây là cái cọc mốc phía này, để lại gần quay với chị xem nè. Đây là cái cọc mốc này, gọt qua tới thẳng ngoài sau luôn, cuối cái hàng chuối phía sau đó quý anh chị. Đất của mình á, từ bên đó qua tới bên đây là 12 mét, gọt xuống 44 mét, có 100 mét thổ cư. Thì đất này hiện tại là nằm khu vực của trung tâm thị xã Gò Công nha quý anh chị. Đây quý anh chị thấy không, rất là rộng rãi. Hiện tại thì cho người ta trồng cỏ đó quý anh chị, mình dọn dẹp lại cũng rất là sạch sẽ luôn. Đất của mình thì thuận tiện xây nhà ở nghỉ dưỡng. Ở gần đất của mình thì cũng có công ty lớn nha quý anh chị. Từ ở đây mình ra trung tâm thị xã Gò Công ở tầm 5 phút đi xe máy, 5 đến 7 phút đi xe máy thôi nha quý anh chị. Để em đi ra ngoài xa em quay cọc mắt cho quý anh chị mình xem cho rõ hơn nha. Đất vuông đất rất là đẹp nha quý anh chị. Đó, chị thấy không? Hiện tại người ta đang trồng cỏ, trồng su đũa nè, chắc là cho dê ăn. Đó, cọc mốc cắm đàng hoàng hết nè quý anh chị thấy không? Gọc qua tới quay sau luôn, gọc qua tới quay sau luôn là hết đất của mình đó quý anh chị. Ở đất này thì quý anh chị mình ở trên thành phố về, mình mua về mình xây nhà nghỉ dưỡng nè, hoặc là cho con em mình ra riêng, hoặc là mình dọn dẹp sạch sẽ mình cho thuê đất cũng được đó quý anh chị. Hoặc là mình xây nhà trọ mình cho thuê, ở khu vực này là khu vực công ty á, gần công ty á, nên mình có thể xây cốc mình cho thuê cũng được nè quý anh chị. Nó gặp tới hàng chuối về sau đó là hết đất của mình. Để em leo lên đất và em quay cho quý anh chị mình xem. Đất của mình với mặt đường là cao đây quý anh chị, đất mình cao mặt đường tí xíu nha, đất nền cao ráo hết rồi. Đó, nhìn ra ngoài lộ lớn đó quý anh chị thấy không, khu vực này nhà cũng rất là đông nha. Đó, đất này mà em thấy dọn dẹp cỏ sạch sẽ, rất là đẹp đẽ, không thoáng mát luôn. Đó, quý anh chị thấy không, cọc mốc trên dưới thì cấm đàng hoàng hết rồi, nên quý anh chị mình an tâm khi mua mảnh đất này nha. Nó gọc tới hàng chuối là hết đất của mình đó quý anh chị. Để em tiến ra phía trước em quay lại quý anh chị mình xem rõ hơn nha. Khu vực này thì người dân ở cũng rất là hiền lành nha quý anh chị, người ta ở rất là hiền luôn, nên quý anh chị mình an tâm nha. Về đây hàng xóm rất là thân thiện luôn nè quý anh chị. Khu vực này thì nhà cửa cũng san sát nha. Quý anh chị thấy không, mình có thể mua mảnh đất này để mình đầu tư hoặc xây cất nhà ở nè, nhà ở nghỉ dưỡng hay ngoại cho con em ra riêng, hoặc là mình xây nhà trọ mình cho thuê nha quý anh chị. Cái hướng này là thông về thị xã Gò Công của mình nè quý anh chị, tầm 5 phút đi xe máy thôi. Và đây là mảnh đất của mình. Quý anh chị thấy không, rất là đẹp luôn. Thì hôm nay em quay quý anh chị mình xem nè, quý anh chị mình ai cảm thấy hữu duyên thì quý anh chị mình liên hệ cho em qua số điện thoại nha, 0932 774 732, em có thể cho quý anh chị mình gặp trực tiếp chủ để mình thương lượng giá chút đỉnh nha. Thì em tiến ra phía ngoài á, ngoài trước cái đường vào đất của mình, em sẽ quay rõ hơn cho quý anh chị mình xem một lần nữa nha. Đây là quý anh chị, đây là cái hướng em đang quay là hiện tại là ra quốc lộ 50 nè, về thành phố Hồ Chí Minh nha quý anh chị. Còn cái hướng phía bên này là thông vào trung tâm thị xã Gò Công nha quý anh chị. Rất là gần luôn. Đây là đường dẫn đất của mình nè. Thì từ đây vào đất của mình chỉ tầm 5 đến 7 phút đi xe máy thôi nha quý anh chị. Của mình thì cách ta thành phố Hồ Chí Minh tầm 55 cây số nha quý anh chị. Cách thành phố Mỹ Tho tầm 30 cây. Anh chị nhớ nhấn kênh đăng ký theo dõi em để không bỏ lỡ bất cứ video nào mỗi khi em ra clip mới nha. Dạ, em xin chào.